Xin chào các bạn đã đến với Zin TV. Và hôm nay mình sẽ chơi trò kiểu như Pokemon nhưng mà hơi mình tự xếp ở đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Ta cần phải là cái dẫn cho thì đã mà giờ chơi thôi chứ thôi chúng ta đang ở đi. Bắt đầu chơi ra kẻ thù. Đây là xuất sắc. Bắt đầu mình sẽ lắp đá. Ừ. 6 họ để mình nha. Đi ra đây rồi mấy con này xin nó ăn được cái con kia rồi. Bốn à, anh đi đâu đi bốn à? Ba, bốn, toàn nhiều gì cũng nhân vật này tên là Peter. Alo la. Ủa, xem mình ăn được không? Bây giờ thì chả có chỗ nào để chơi nữa, còn 10 giây nữa thì thôi, bắt đầu. 4 1 2 3 4 đừng ra rồi. Không ăn. Từ từ 6 1 2 qua đi, không ăn đâu. Ăn là rơi ấy, ăn là rơi mất, rơi luôn. Bót đây nè. Oh, yes, hai cái này hồi sinh lại rồi. Ăn một con này. Bắt đầu, của mình. Con này nhá, 6 nhá. 6, ok, 6 được 6. Xương. Không ăn. Người bạn khi Iris nó ăn đã ăn no gì đây ô sao oh no bây giờ phải cho ta đúng hệ hệ lửa đi hệ lửa đâu và hệ lửa giống hết lửa nha giống hết hệ lửa. À đây, thôi không được nữa. Rồi ăn luôn hai con này. Mình ăn luôn được hai con này rồi. Rồi nó tiếp. Tiếp theo.
Con này gì ấy ta? Con này rồng cơ. Đấy nhá. Ăn rồi, ăn được tiếp. Mình được đi thêm bún. 1, 2, 3. Được ưm. Với lại 1, 2, 3, 4, 3. Đi trong này. Ăn luôn nha đi. Nha đi là ngon nhất. Nha đi là ngon nhất. Mình có hũ lửa rồi, mình có hũ. Ôi, bờ dây nổ. Rồi đi ăn được. Rồi đi. Sáu quá chủ không ăn, mình thì ăn mía đi hơn. Gì vậy ta? Cùng màu đi, ôm ngay gần đây luôn, ăn luôn. Mình đấu với tất cả con người này. Đi lại để đi mới. Rồi thì đến con này nha. Not easy. 4 1, 2, 3, 4. Ừ, nó ăn luôn. À, mình lại bị rơi luôn mấy con này rồi. Rơi luôn. Rồi cuộc đời tắm hoa nhé. Đây mình sẽ kiểu mình mãi chưa giết được con boss này, mãi chưa giết được con boss. Phải đi đã. Con này rơi rồi, chết rồi, con này rơi rồi. Yes, mình giết được một con. Ôi rồi, ôi ha. À không, em cùng đội của mình. Cùng đội của mình. Cùng đội của mình. À đây 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 đây. Để sáng đi chơi nha. Sáng đi chơi đi con. Bây giờ đã ăn được ba con này kia. Còn cậu mình đi được 4. 1, 2, 3, 4. Con nào biệt, ăn không ta? Không ăn. Nó ăn. Mình cứ sẽ à đây đây đây, hai con đặc biệt, hai con trùng đặc biệt đi được hai tiếp. Đây dại gì ăn tiếp. Nó no thì ăn tiếp. Đó. Rồi rồi. Thì rơi rồi, hồi sinh. Hai con này hồi sinh. No. Meeting. Con này là energy nhưng mà energy meeting. Chơi bộ. Đại bộ. Ủa, ủa. Hai người đi trước. Người này đi trước.
rồi. Anh cùng một đám đi ăn, anh cùng một đám kia lại đi được một tiếng. Không được rồi. Con nào đến gần rồi. À, con này còn 10 giây nữa là nó sẽ rơi, tại vì nó chưa đi chung nào. 4 1 2 3 4. Oh no, con này bị ăn rồi. Và đích đi em. No, tôi đã ăn được nhiều rồi. Xin gì con nào. Chúng mình nha. Ô, mình ăn luôn, lại ngừng gì nữa. Ăn luôn. Lại ngừng gì nữa. Luôn ta đọc. Thế này nha. Rơi rồi. Cứ 10 giây mà không ăn được con gì là rơi luôn. Con này khó không? Là đã cái gì? Đợi gì đã? Hello, mình chịu ơn cái gì? À, chơi thôi. Chơi hộ nha. Ok. Con nào buồn đến tôi đi. 4 ăn luôn. À, tôi bị rơi rồi. À, cũng rơi. 6 nè. Oh my god, tại vì tôi đang ăn rất là nhiều con đỏ. Oh no no no. À, có cái rồi. Rồi nha con trai. Hồi sinh. Hồi sinh ở đây. À, bị rớt rồi. Đi tay làm đây. À, lại nữa. No, Miyabi của tôi. À. À, chết nha con trai. Đã giết được một con đấy. Mình ăn rất nhiều con. Gì? Cô đợi tí. Chi chưa đi. Một. Đây, con là bia. Vào đi nào. Ăn luôn. Ui. Rồi không bỏ con nào để đi nữa đây, chúng ta sẽ bỏ hết. Một. Ô, ăn, bị ngã nha con, hồi sinh. À. Con này ăn. Con này ăn. Hết cờ thắng. Và xin chào các bạn vào video sau. Bye bye. Nhớ subscribe và like cho mình nhá. Mình sẽ quay một video